cỏ mọc tùm, gạch đá ngổn ngang là những hình ảnh phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn ghi nhận được tại khu vực được quy hoạch làm trường học tại khu đô thị thành phố Giao Lưu. Dự án thành phố Giao Lưu vốn được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, tổng mức đầu tư là 500 triệu đô la Mỹ, có quy mô hàng nghìn căn hộ và các khu nhà cao tầng. Dự án liên tục điều chỉnh quy hoạch, hứa hẹn trở thành một khu đô thị kiểu mẫu với đầy đủ tiện nghi về công trình công cộng, giáo dục chuyên nghiệp. Thế nhưng, từ khi được khởi công từ năm 2006 đến nay, các khu đất xây trường học tại dự án khu đô thị thành phố Giao Lưu vẫn trong tình trạng bỏ hoang, không xây dựng. Hàng nghìn mét vuông đất xây trường học lại bị hô biến thành các điểm kinh doanh dịch vụ trục lợi, bất chấp pháp luật. Theo bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 thể hiện, tại khu đô thị này có đến 5 mô đất để xây dựng 5 trường học bao gồm một trường trung học cơ sở tại trục đường số 1 có diện tích là 12.135 m², một trường tiểu học An Bình nằm trên trục đường số 11 khu đô thị và 3 trường mầm non trên các trục đường số 10, 11 có tổng diện tích là 55.605 m². Đến nay chỉ có một trường mầm non Ngôi Sao Xanh được xây dựng hoàn thành. Tuy nhiên, đã dừng hoạt động hơn 2 năm nay, hiện nay đang bị tháo dỡ để sử dụng vào mục đích khác. Mầm non thì ở đây thì trường của theo cái quy hoạch của khu đô thị thì tôi không nắm được, nhưng mà thấy trường tư thục thì có mấy trường. Thế còn theo quy hoạch ấy thì còn có cả trường cấp 1-2 mà chưa thấy làm gì cả. Đất bỏ không, khi đằng sau tòa này khu tái định cư này là khu đấy là khu trường học, bây giờ chỉ là trước kia là cái xưởng sửa chữa ô tô, nhưng bây giờ là bỏ đi, bây giờ này thì như là không còn bỏ nữa. Còn thì không biết là của đơn vị nào hay là của tư nhân đây hay là của ai ngay đằng sau khu tái định cư. Khi mà các công trình như chung cư, biệt thự đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, thì các công trình trường học được hứa hẹn vẫn đang để cho cỏ mọc hoang và trở thành sân bóng nhân tạo, bãi giữ xe trái phép hoặc bãi đổ rác thải, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân cũng như an ninh tại khu đô thị này. Thêm nữa, việc liên tục điều chỉnh quy hoạch, tăng chiều cao, nhồi thêm nhiều tòa nhà chung cư, căn hộ tại các khu đất quy hoạch công cộng. Điều này khiến người dân tại đây nghi ngờ rằng chủ đầu tư dường như chỉ chăm xây nhà để bán kiếm lời mà bỏ quên trách nhiệm và nghĩa vụ xây trường học. Xung quanh mua nhà đây thì có tìm hiểu qua thì mình cũng được biết là xung quanh đây xây dựng một số trường mẫu giáo, trường học và trường học phổ thông. Thì khi mình mua nhà và đến bây giờ ở một thời gian khá lâu rồi thì chưa thấy chủ đầu tư và những người có thẩm quyền mà tiến hành xây dựng rất là quây rào và bỏ không cho thuê sân bóng và cho thuê đỗ xe. Thì mình cũng rất mong các cơ quan ban ngành, các người có thẩm quyền chủ đầu tư và tiếp tục xây dựng để cho những cái trường học đây sớm hình thành, để con em quanh đây là mình rất mong muốn nó có nơi đi học cũng gần để tiện cho bố mẹ. Đấy là cái mong muốn của mình. Trong khi giao bán, chủ đầu tư vẽ nên hình ảnh khu đô thị trong mơ. Như trường học tại đây sẽ đáp ứng quy mô học tập của các cháu học sinh trong khu đô thị từ mầm non đến trung học. Thế nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa kéo dài theo năm tháng, chưa biết đến bao giờ các cháu mới được học tập trong ngôi trường tại chính khu đô thị mình sinh sống. Câu hỏi được đặt ra, ai đang bao che cho những sai phạm của chủ đầu tư dự án, cố tình nhắm mắt cho qua hành động biến trường học thành những khu đất làm bãi đỗ xe, sân bóng trái phép. Đến bao giờ những sai phạm mới được xử lý, khắc phục, trả lại cho dân quyền lợi chính đáng mà họ được hưởng, như lời hứa của chủ đầu tư khi xây dựng khu đô thị này. Đề nghị các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc làm rõ những sai phạm, xử lý dứt điểm, tránh tiền lệ xấu trong dư luận đối với loạt sai phạm tại dự án nghìn tỷ này.